cho nội với ngoại vô đó đi. Đố quý vị Lê Đinh đang ở đâu? Đây, xin mời quý vị xem nha. Hòa Bình Restaurant. Đây, đây là chuyến đi chơi hè thứ hai của cả nhà. Lần này có dẫn bà ngoại đi nữa. Lần trước đi New York bà ngoại không có đi được tại vì đường xá xa xôi, mưa phùn lầy lội, ngoại không có đi được. Cho nên kỳ này xuống nơi này ấm áp hơn, nắng ấm hơn cho nên dẫn bà ngoại đi. Bây giờ mình nói mua mấy lần rồi. Thơm. Ông bóc vô ổng nóng hổi rồi ổng bung cái tặng kia luôn. Nhiều người tới tiệm đó mua bánh mì lắm.